Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết đơn vị vừa đồng loạt tiến hành kiểm tra 3 điểm kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tại thủ đô Hà Nội. 3 cửa hàng vàng được lực lượng chức năng kiểm tra gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Thành Hà Nội số 276 Ngọc Lâm, Long Biên, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng Bảo Tín Lan Vĩ số 84A Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc Chiến Minh số 119 Cầu Giấy. Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trong các sản phẩm trang sức kim loại vàng, kim loại bạc, đá các loại của các cửa hàng trên, có một số sản phẩm nữ trang là vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bông tai, có gắn tên một số nhãn hiệu nổi tiếng, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiện chủ các cơ sở đang xuất trình các giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh và các hóa đơn chứng từ để lực lượng chức năng đối chiếu với hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý Thị trường đã có những hành động quyết liệt trong việc quản lý đối với thị trường kinh doanh vàng. Tổng cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở tại Hà Nội trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Và kết quả ban đầu thì cho thấy là các đơn vị cũng có một số các vi phạm về nguồn gốc của hàng hóa cũng như là một số các dấu hiệu về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với một số các cái sản phẩm vàng trang sức. Chúng tôi nhận thấy rằng cái việc mà kiểm tra đối với các cửa hàng kinh doanh vàng sẽ tạo điều kiện cho thị trường vàng ổn định hơn, và sắp tới đây thì Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ tiến hành kiểm tra trên diện rộng để mà bình ổn cũng như là góp phần cho công tác quản lý nhà nước về thị trường vàng được ổn định. Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra thường xuyên từ nay đến cuối năm, và đặc biệt sẽ chú trọng vào kiểm tra về chất lượng vàng đối với các loại vàng trang sức và nguyên liệu lưu thông trên thị trường. Dự kiến chương trình làm việc của các tổ công tác sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày.